Cái này ba của Lôi mua cho Lôi. Lôi có yêu con Lệ không? Yêu. Lôi yêu ai nhất? Con Lệ. Lại đi chị ạ. Ok, lại nha, lại các bác lại nha. Lôi có biết chủ Linh là ai không? Không. Lôi có yêu chủ Linh không? Không. Không. Lôi có thương chủ Linh không? Không. Lôi có biết con Lệ là ai không? Biết. Lôi có yêu con Lệ không? Yêu. Lôi yêu ai nhất? Con Lệ. Nó còn cười đi. Lại đi chị ạ. Ok, lại nha, lại các bác lại nha. Ông tưởng mình về Việt Nam hay sao ấy các bạn à? Thế dọn quần áo đến đây ở hết luôn. Quần áo đâu? Đây. Đi đây, nhanh lên. Ông tưởng mình đưa anh em về Việt Nam. Ông cứ nghĩ là mình về Việt Nam hay sao? Lôi có yêu chủ Linh không? Không. Đây à? Nào đây à? Này có đây nào? Rồi đây nào? Thế là mang quần áo đến đây làm gì đây? Thế là mang quần áo đến đây làm gì đây? Lôi có biết chủ Linh hả? Cô ở với cô Lệ á? Thế nhà chú Linh mà. Lôi có thương chủ Linh không? Không. Lai chim ngủ với cô Lệ á? Nói to lên. Lôi yêu ai nhất? Nhà chú Linh mà. Cô ở nhà cô Lệ đâu? Mà Lôi là ai đây? Lôi. Lôi? Lại đi chị ạ. Lôi là ai? Lại các bác lại nha. Lôi có biết chủ Linh Lôi không? Lôi là ai? Con. Lôi có yêu chủ Linh không? Lôi con nào ấy? Lôi con nào ấy? Chú Linh cũng không nhớ. Thế Lôi không biết chú Linh à? Biết, con lê bào. Đâu, nó đứng đây ngồi rồi nào. Ngồi đây. Giờ mới xử này. Để ăn nào.